Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Cá Cảnh Hoàng nha. Hôm nay mình xin giới thiệu về các dòng con SE của trại mình nè. Đây là những thùng con SE của trại. Hiện tại bên mình nó khoảng 200 mấy thùng á, 200 mấy thùng con SE. Mình chuyên về dòng con SE luôn nha. Số lượng hiện tại đang lên cá tơ khá là nhiều luôn. Cá bên mình thì đầu rất là sâu luôn, gen lên rất là tốt luôn. Đây là những dòng cá khoảng tháng rưỡi 2 tháng nè. Nè, mấy thùng này là khoảng 1 tháng hơn á, gần 2 tháng. Còn bên đây là những thùng cá tơ hơn nè. Đây, số lượng mình đang có rất là nhiều luôn. Đây là những cặp full lưng nè các bạn, full lưng full tai nha. Full lưng full tai. Cặp này làm giống rất là đẹp luôn. Các bạn thấy lưng kính màu đỏ gọi là full lưng các bạn. Cặp này mình đang bán với giá là 550 ngàn á. Còn bên đây là những con sắp full lưng nè. Những con này size khoảng 2 tháng rưỡi gần 3 tháng nha các bạn. Ôm bầu hết là căng, rất là căng trứng luôn. Này khoảng 1 đến 2 tuần nữa sẽ là full lưng luôn á. Dòng này mình đang bán với giá là 400 ngàn cặp nè. Những con này ôm bầu rất là căng nè. Này mình thay nước là có thể là đẻ luôn các bạn. Còn đây là những con sei cối mình nè. Những con sei này khoảng 4 tháng hơn rồi. Anh em nào mà thích cá sei cối thì cứ liên hệ mình nha. Sei rất là to luôn, để mình bắt thử các bạn xem nha. Đây. Cá nhà mình hay thúc trùng các bạn nên cái con cá gần bằng ngón tay luôn nha. Tay mình đã to rồi nhưng mà để vô gần bằng luôn. Những cặp này thì nó đẻ 1 2 lần các bạn. Nhưng mà ai thích chơi cá sei cối thì cứ liên hệ mình để giá lại là 300 ngàn cặp nha. Là những con gần full lưng á. Đây những bầy cá tơ của mình. Đầu rất là đậm luôn. Gen của mình thì hầu như cái nào cũng đậm hết á, đậm và leo sâu. Miếng hồ này thì cá nhú rất là lên rất là nhiều luôn. Còn cá trống mình là hầu như là con nào cũng full tay nha các bạn. Trống lẻ bên mình đang để giá là 50.000 đồng một con nha. Bên mình là chỉ nhận ship là sau khi chuyển khoản rồi nha. Đây mày cái máy mình nè. Mình đang tách cá chóc cá mái riêng cho bạn cho để nó nhanh lớn á. Cá mái các bạn thấy thế này. Mà nhú tai nhiều.
nhiều, đầu sau mình tách ra riêng rồi nè. Những con này đã ghép chấm nên là các bạn muốn mà cá có bầu sẵn thì mình cũng có, cá không có bầu setter thì cũng có luôn nha. Có những con sắp full tai hết trơn nè, chưa full tai mà cái lưng đã rất là cao các bạn. Mình còn có dòng là có gen đầu đậm các bạn, có gen đầu đậm mình sẽ kèm heo trống combo, vậy là 35.000 đồng một con một cặp nhé. Đây những con sai bầu nè, mình để trong lồng đẻ để cho nó đẻ thẳng ngay luôn chứ mình không có tách từng con ra, tại mình số lượng cũng nhiều mình tách từng con rất là cực. Những con nào bầu bầu mình gom lại một cái hồ riêng gì nè, thấy xài rất là uống uống rất là cưng luôn. Con này rất là tơ luôn nè, con này thì tầm khoảng say 2 tháng rồi. Đầu leo sâu hết rồi, chấm thì full hết rồi nè. Mình sẽ nhắc lại nha, là coi ghét gen sẽ là 25.000 đồng một cặp, coi ghét gen đầu đậm đi kèm với chấm nhú sẽ là 35.000 đồng một cặp, coi ghét ia nhú tai sẽ là 200.000 đồng một cặp, coi ghét ia full tai mình đang bán với giá là 300.000 đồng một cặp. Coi ghét ia mà đầu sâu quá bạn là sắp full luôn á là 400.000 đồng một cặp nha. Và những con chấm lẻ này là mình đang bán với giá là 50.000 đồng một cặp, ủa 50.000 đồng một con. Thường thì cái người mình ship chấm lẻ này thì trên 5 con mình mới ship, còn các bạn nào chuyển khoản trước được thì giúp mình á thì mình sẽ một hai con thì mình đều ship nha. Đây nhìn các bạn nha, nhìn sơ qua cái trại mình chỉ là mình nuôi bằng thùng xốp hết luôn. Hiện tại mình đang có khoảng gần 300 thùng xốp. Còn đây là những con say gần 2 tháng các bạn. Mình ghi đây là khoảng 1 tháng 25 ngày à, gần 2 tháng. Và có những con nó đã lên tay rất là đậm luôn nè. Nhú rất là nhiều nha. Gần 2 tháng là bắt đầu trống sẽ nhú tai, khoảng tầm 2 tháng 2 tháng rưỡi là trống sẽ full tai luôn á. Đây là những con say tơ nè,